Ok các bạn, như vậy là những cái công đoạn cuối cùng để hoàn thiện những cái chiếc sáo này là cũng được mình hoàn thiện rồi. Đây còn làm lại, quét lại cái lỗ cắm cọc nữa. Đấy là xong. Đấy, đây sau khi sơn xong đây các bạn thấy đẹp không? Mục đích của sơn là để cho sản phẩm nó được bền hơn. Nó khi ra tiếp xúc môi trường nó dính bụi bẩn, nó không bị bụi, không bị dính, rồi mình phủi các nó sạch, nó không bị bám vào những cái gọi là cái thịt của sản phẩm, nó không ngấm vào sản phẩm. Mưa nếu mưa nó dội mưa vào thì nó sẽ bị trơn chuột đi đấy. Và một phần nữa là sơn nhìn nó cũng sẽ đẹp hơn là để bình thường. Đây là những cái công đoạn cuối cùng mình hoàn thiện sản phẩm. Đây, các bạn thấy làm một cái sáo này thì loanh quanh là cũng phải mất gần một ngày đấy. Không tính ra là phải mất nửa ngày đấy. Mất nửa ngày mới được một cái sáo này. Âm thì mình cũng đã mình vừa mới chỉnh âm rồi. Thì chút nữa mình sẽ đi test cho các bạn nghe âm. Cái đế nữa, có thêm cái đế nên là lỗ cắm nó bị đẩy lên để vót bớt cọc đi. Cọc này thì nó là cọc sáo đơn nên là nó không có quan trọng về hình thức. Tắt hết một cái rồi. Vâng, con tắt rồi. Nó xuống lên rồi. Cọc tre các bạn nhé. Ok, chim vào đây. Cọc đi đi luôn. Đó. Sản phẩm đã hoàn thiện các bạn nhé. Giang về rồi. Sản phẩm đã hoàn thiện nha anh em nhé. Ok. Những quả như này thì anh em lấy về lắp diều khoảng tầm 2,5 m anh em nhé. Đây có một bạn khách cũng đặt của mình nhiều sáo, bạn ấy đặt thêm quả sáo đơn chứ sáo đơn để thả lắp quả diều 2,5 m. Quả này các bạn lắp diều khoảng 2,5 m nhé, nó rơi vào tầm 2,5 lạng 3 lạng, mình chưa cân để đi cân cho các bạn xem. Đây, để đi cân cho các bạn xem là nó nặng là bao nhiêu. Đây, cân đây các bạn ơi. Cái này cân cả cọc nhá. À, cân cả cọc đây. Xem. 2 lạng 8 các bạn nhé. 2 lạng 7, 2 lạng 8. Nó gần 3 lạng. Đó. Thì các bạn lắp diều 2,5 m rất là đẹp nhá. Quả này là đây 60. Quả này là đây 60 các bạn nhé. Đây 60. Cái này là người ta gọi là sáo đơn, các bạn nào chưa biết thì mình nói cho các bạn biết đây là cái này gọi là sáo đơn nhá. Sáo đơn một quả thì nó sẽ kêu 1 tiếng, kêu 2 tiếng, nó sẽ kêu 2 tiếng, kêu tách 2 tiếng, nó không như là sáo giàn đâu. Sáo giàn thì mỗi quả nó sẽ ngân 1 tiếng thôi thì nó sẽ ngân. Cái quả này nó sẽ kêu như tiếng chuông nhà thờ các bạn ạ, như tiếng chuông nhà thờ. Chuông nhà thờ nó cứ keng 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 keng. Đấy, thì cái quả này nó sẽ kêu là du 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 du. Nó kêu như tiếng chuông nhà thờ các bạn nhé. Nó
nó sẽ không ngân dài đâu, nó sẽ không u, nó sẽ kêu tách ra thì nó sẽ rất là vang các bạn nhé, kêu tách ra thì tiếng nó rất là vang. À, cái sản phẩm này thì nó là một dòng sáo đặc trưng của sáo rìu Bắc Giang em nhé, đặc trưng của sáo rìu Bắc Giang, sáo đơn. Ok thì bây giờ mình sẽ đi lấy âm cho các bạn nghe nhé, và cũng để là mình test âm, mình chỉnh lại âm luôn. Cái này mình chỉnh âm thì mình lấy ở trên máy thôi các bạn nhé, mình có trên máy thì đấy là lấy ở trên máy, còn mình vẫn phải chạy đi, một là thả ân diều, hai là chạy xe để test âm cho các bạn xem là cái âm sản phẩm đấy, một phần là để tự mình kiểm tra xem âm nó đã ổn hay chưa đấy. Cái thứ hai là để lấy cái dữ liệu để gửi đến cho khách, cái sản phẩm của khách đã làm xong và nó như thế này, âm ngon nghe rồi. Đấy, cũng một phần nữa là sẽ đăng lên để cho anh em xem là tham khảo những cái sản phẩm mình làm, anh em có nhu cầu đặt thì mọi người inbox nhé. Ok anh em nhé, thì anh em nào mà có nhu cầu thì cứ inbox Zalo cho mình. Bây giờ thì sẽ đi lấy ấm cho anh em nghe nhé.